Hello các bạn. Ở này Kevin sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu một chuỗi bài về networking trên AWS như nào. Thì để tìm hiểu về networking thì các bạn cần phải đi tìm hiểu về những khái niệm rất là cơ bản từ kiểu như là VPC, Security Group, NACL hay là Root Table rồi đi những khái niệm advanced hơn kiểu như là Peering, Transit Gateway. Thì chúng ta phải đi từng bước. Thì đầu tiên là cũng cảm ơn một bạn Phát đã subscribe và đã cũng có cái comment là muốn tìm hiểu về root table trên AWS. Thì để thực ra muốn tìm hiểu về root table trên AWS thì các bạn nên tìm hiểu những khái niệm cơ bản thì sẽ dễ hiểu hơn. Kiểu như VPC, subnet thì cái chuỗi series này mình sẽ đi về những khái niệm này, đi từng bước từ dễ cho đến phức tạp hơn. Nhưng mà nó cũng không có quá khó đâu. Thì VPC là gì? VPC là một cái gọi là Virtual Private Cloud, là các bạn muốn xây dựng một cái hạ tầng mà isolated, có nghĩa là cô lập tất cả các tài nguyên của bạn trên cloud. Các bạn không muốn bị có thể bị chung đụng với ai gì đó thì các bạn có thể một cách luận lý nhé, logically thôi là isolated giữa khách hàng này và khách hàng nọ trên AWS thì dùng VPC. Thì VPC này thông thường là các bạn làm kiểu chia mạng, chia các kết nối đấy, chia subnet kiểu ấy, thì cũng có thể hiểu một cách đơn giản là các bạn muốn chia như nào thì các bạn là cái mạng riêng của bạn thì gọi là VPC. Thì cái việc này rất là dễ thôi, muốn truy xuất ở đó thì chúng ta sẽ gọi cho VPC trên cái phần console này. Thì VPC là một cái dịch vụ, đầu tiên các bạn cần phải nắm là mỗi một dịch vụ AWS ấy, nó luôn luôn là phân biệt nó là region, nó chạy ở kiểu regional, tức là theo từng cái vùng, hay là dịch vụ đấy nó chạy theo global. Global có nghĩa là dịch vụ ấy nó có everywhere, các bạn khai báo một thứ ở đây thôi, nó có ở tất cả các region khác. Nhưng mà nếu mà dịch vụ nó là regional nó sẽ hiện, nó chỉ hiện hữu trong cái region đó thôi. Giả sử các bạn tặng cái VPC trong cái region này thì nó chỉ ở trong cái region này thôi, nó không có hiện thị ở region khác. Giả sử mình ở đây là mình đang ở Tokyo ha. Thì hiện tại như mình nhớ không lầm mà nó có khoảng 25 region, có nghĩa là rất là lớn rồi. Hy vọng một ngày đó sẽ có ở Việt Nam nữa thì sẽ tiện lợi hơn cho mình rất là nhiều. Giả sử bây giờ mình sẽ có ở trong cái region này, mình có một những cái thông số cơ bản. Khi một cái region tạo ra thì cái đầu tiên các bạn nên nên xem là cái region này cái VPC có bao nhiêu cái này. Thì một region nó mặc định là sẽ có 5 cái VPC, trong cái VPC này các bạn có thể tạo rất nhiều tài nguyên. Thì năm cái các bạn muốn nhiều hơn các bạn có thể raise request, nhưng mà thực tế theo kinh nghiệm Kevin sử dụng thì cũng cũng chưa chưa có hệ thống nào mà quá 5 VPC đâu. Còn nếu mà các bạn muốn nhiều hơn thì thông thường người ta sẽ dùng những cái design pattern là kiểu như là multi VPC, multi account hay là dùng organization đó. Thì cái đó là những cái topic advanced. Nếu mà kiến trúc các bạn, tổ chức các bạn quá lớn, có nhiều phòng ban rồi nhiều đội ngũ, nhiều khách hàng các kiểu thì nên dùng những cái design pattern đấy, chứ không không nên cố gắng tạo thật nhiều VPC trong một region. Như thế thì cái thiết kế của chúng ta sẽ bị khó khăn về mặt vận hành. Thì quay lại trong cái bài này chúng ta sẽ nói về VPC theo cái mặc định như thế nào ấy. Khi chúng ta xem như nào thì chúng ta bấm vào VPC, chúng ta thấy là khi một cái region tạo ra ấy, khi một tài khoản các bạn có đấy thì mỗi region sẽ có một cái gọi là cái VPC khởi tạo đầu tiên. Cái VPC khởi tạo đầu tiên này gọi là cái VPC default. Thì VPC default nó có những cái thông tin giống như là root table này, access control list này, rồi nó có cái thông số đây này, default VPC này. Mỗi một region nó sẽ chỉ có một default VPC thôi ha các bạn ha. Và mỗi một region cho các bạn sẽ được tạo tối đa 5 VPC, và 5 VPC này bao gồm cả cái VPC default này. Đó là cái lưu ý các bạn cần phải nhớ. Thì chúng ta có thể đặt tên, giả sử đây mình đặt tên là VPC default. Ok, VPC default. Thì trong một VPC default này á thì các bạn sẽ có những cái thông tin, ví dụ Internet Gateway. Các bạn sẽ thấy ở đây này, khi mà một cái IG Gateway default, mình đặt tên luôn cho nó cho các bạn đỡ đỡ bị confuse ha. Internet Gateway này các bạn thấy không? Khi tạo ra nó sẽ có một Internet Gateway, nó sẽ attach vào cái VPC này để cái VPC này có thể có khả năng như cái tài nguyên trong cái VPC này sau này sản xuất mình tạo máy chủ, tạo database chẳng hạn. Nó muốn đi ra ngoài Internet đúng không? Thì nó còn có Internet Gateway. Thì cái này là một cái lợi thế khi mà tạo ra những cái dùng
tạo cái tài nguyên các bạn trong VPC default nó rất là dễ. Tại mặc định nó đã enable phần networking cho các bạn rồi, nó có root table để đến ra bên ngoài, nó có cả phần internet gateway để ra bên ngoài, thậm chí nó có cả cái phần security group default cho các bạn luôn rồi. Thì cái này rất là dễ, hay là NACL các bạn cũng có luôn rồi, rất là dễ. Còn giả sử bây giờ các bạn muốn tạo một cái VPC custom đi, các bạn tự tạo một cái VPC custom các bạn, giả sử cái việc đặt tên là custom VPC này. Thì khi định nghĩa một cái VPC, các bạn phải đặt một cái địa chỉ là private IP. Hiện tại làm ví dụ IP version 4 thì CIDR block gọi là class inter domain routing, kiểu như là các bạn phải định nghĩa một cái lớp mạng cho cái VPC này của các bạn. Thì giả sử cái viên đặt ở đây là giả sử là 10.1.0.0-16 đi, giả sử là 16, mình sẽ lấy netmask là hai cái octet đầu tiên là 16 bit, còn hai cái đằng sau là chạy cho IP ha. Thì các bạn làm về networking nhiều, các bạn sẽ biết là 2 ngũ 16 thì bao nhiêu IP gì đấy. Thì hiện tại là mình sẽ không dùng IP version 6 để đỡ phức tạp ha. Tenant mình để default luôn, tất cả giá trị mình sẽ để default hết. Mình tạo cái VPC này. Thì VPC này tạo ra rất là nhanh, và VPC này nó, các bạn tạo ra không tốn tiền nha, nên các bạn không có phải lo là cái này để lâu nó sẽ tốn tiền các bạn. Cái đó là các bạn yên tâm. Thì bây giờ cái VPC default này, các bạn thấy không? Khi cái VPC default nó tạo ra bởi các bạn ấy, nó sẽ có một cái chuỗi ID nó sẽ dài hơn, nên là một cái để các bạn dễ phân biệt. Thì cái chuỗi này nó sẽ là tương ứng với cái VPC default, các bạn cùng xem nhé. Trong phần Internet Gateway, các bạn không hề thấy cái Internet Gateway là cái phần kết nối ra bên ngoài Internet cho cái VPC này, các bạn không hề tạo ra. Các bạn muốn làm chuyện này thì các bạn phải tạo một cách manually nha. Thì cái này chính là cái mà yếu tố mà recommend các bạn ấy. Thông thường các bạn có thể lúc ban đầu các bạn học, các bạn dùng cái VPC default này cho nó dễ, tại vì mặc định nó networking nó đã enablement, nó đã có sẵn ở đấy rồi. Nhưng với những cái VPC các bạn tự tạo ra nó sẽ không có sẵn, mà nó sẽ các bạn phải tạo cấu hình everything hết. Thì như thế thì có thể tính phức tạp tăng lên, nhưng mà nó sẽ gia tăng tính bảo mật cho các bạn ha. Thì đó là lý do mà về sau các bạn, tương lai các bạn nên dùng cái custom VPC này hơn. Thì từ bài này á, thì Kevin sẽ dùng cái custom VPC ha, cho những cái hướng dẫn sau này, để các bạn cũng học cách cấu hình từng bước một, để có một cái networking trên AWS nó hoạt động được ha. Cảm ơn các bạn theo dõi. Thì qua bài này, hy vọng các bạn đã hiểu được cái sự khác biệt giữa custom VPC và VPC default, là cái khởi tạo của một cái region đó. Thì trong những bài tiếp theo mình sẽ đi vào những cái topic further hơn, kiểu như là root table, security hay là NACL ha. Cảm ơn các bạn.